Chào mọi người, hết tập này Ad Op nha. Nghỉ người hôm nay thì ra hai tập này, thành ra ngày mai là Ad sẽ nghỉ nghỉ trên bệnh. Ngày mai sẽ ra hai tập, cố gắng ra hai tập Chiến Thần Sở Bắc, sau ngày mốt sẽ ra lại Trên Bệnh Đế Tiên ha. Cứ chia ra như vậy đi. Ad dịch mà Ad dịch nguyên một mạch một truyện á thì nó dịch nhanh hơn, còn đang dịch chuyện này một ít xong bắt đầu nhảy qua tập khác chuyện khác á, nó bị loạn loạn tên nhân vật, loạn cái kết cấu truyện, nó bị chậm. Cứ bây giờ cứ mỗi ngày như vậy đi, hôm nay là Chân Mệnh, ngày mai Chiến Thần Sở Bắc, rồi ngày mốt lại tới là Chân Mệnh ha. Chân Mệnh Đế Tiên cũng là tiên võ truyền kỳ, tập 569. Lục Đạo ngẩn ra nhưng vẫn là cứng đờ, giơ bàn tay lên tiếp nhận bí quyển. Bí quyển lại tức thời hóa thành một sợi tro bụi. Thông tin cổ xưa được phong ấn bên trong bí quyển, hòa vào trong thần hải của hắn. Đến lúc này, thân thể Lục Đạo mới run lên một cái, trong mắt trống rỗng hiện lên vẻ mê man khó hiểu. Hắn yên lặng quay người, từng bước một đi xa, bóng lưng điều hưu mà cô tịch, không biết tại thế gian này đã lang thang bao nhiêu năm tháng. Cái gọi là nhân gian, hắn mới là một khách qua đường chân chính. Diệp Đế Hào nhấc chân đi theo, nhưng lại không thể đuổi kịp bước chân của Lục Đạo. Thần pháp của hắn quả mức quỷ dị, đi tới liền hóa thành hư vô, tất cả chỉ còn lại là bóng lưng. Anh ngừng chân một lúc lâu, tâm cảnh đầy bi thương. Có lẽ nhiều năm về sau, anh cũng sẽ như Lục Đạo cùng Hồng Trần, vì một loại tín niệm nào đó mà nghịch thiên thay đổi thời không, trở thành một bộ thể xác không hồn. Hay à, mang theo một tiếng thở dài, anh cũng quay người đạp trên mặt biển lần thứ hai, tiến vào di tích. Lại tiến vào di tích đầy quen thuộc, một đường bay thẳng đến chỗ sâu. Không ít người chính là top 5, top 3 đi ra ngoài, hùng hùng hổ hổ. Phần lớn là người bị đánh cướp, chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này thật nhanh. Trong đó cũng không thiếu thánh vương cùng đại thánh, nhưng cũng khó thoát bị đánh cướp. Lần này tiến vào quả thực là đem mặt mo đều mất hết. Tốt xấu gì cũng là những bậc tiền bối, lại bị một đám thỏ con đánh cho làm không ngóc đầu lên được. Bọn họ thì còn khá tốt, tối thiểu còn giữ được tính mạng. Có một số thánh vương cùng đại thánh đều bị chôn vùi tại trong di tích. Chỉ trách bọn hắn tự xưng là cường đại nhưng vẫn là quá coi thường áp chế của di tích. Ở bên ngoài, thánh vương cùng đại thánh cường đại tới giường nào, nhưng ở trong di tích lại đều bị áp chế đến chuẩn thánh. Dưới sự cùng cấp bậc, ai còn quan tâm ngươi là thánh vương hay là đại thánh chứ? Nắm đấm mới chính là vương đạo. Diệp Đế Hào nhìn sang những người kia nhưng lại chưa ra tay, mà là mở tiên nhãn nhìn khắp tứ phương. Anh phát giác ra rất nhiều nơi trong di tích đều bị người in xuống dấu ấn bí ẩn, như là cổ thụ chọc trời, như là cung điện đổ sụp, như là vách đá khổng lồ, đều được ẩn tàng cực kỳ huyền diệu. Anh nhận ra những cái ấn ký kia chính là ấn ký thời không, cũng không khó nghĩ đến là ai đã đóng dấu những cái ấn ký này. Ngoại trừ thần thể tịch diệt thì còn ai vào đây chứ? Thông qua ấn ký thời không, hắn có thể đi qua thời gian và không gian. Thần thể tịch diệt, người thật đúng là lưu lại không ít đường lui mà. Diệp Đại Học cười lạnh, đi đường đều xóa sạch, phàm là nhìn thấy ấn ký thời không, anh đều không chút cho dự xóa đi. Anh quay trở lại chỗ sâu. Chỗ sâu chính là đang thời điểm náo nhiệt. Anh leo lên một đỉnh núi, ngóng nhìn tới cực điểm. Nhưng thấy chỗ sâu, Phật quang vạn đạo phổ chiếu một phương thiên địa. Vạn đạo Phật quang kia đều xuất phát từ một viên Phật châu kim sắc. Càng nói đúng ra, chính là một viên xá lợi Phật đà treo cao trên hư thiên. Trong cõi u minh, còn có thể nghe thấy Hồng Trung Đại Lữ cùng Phật âm cổ xưa hùng hồn, giống như đang phổ độ chúng sinh. Xá Lợi Phật Đà là thần vật vô thượng, là vị Phật đầu tiên thanh tịnh hóa thiền thân.
đã thu hút tứ phương tranh đoạt. Diệp Đại Hào đứng ở trên đỉnh núi, thị lực kinh người, nhìn thấy rõ ràng nhất. Người đang đoạt xá lợi Phật Đà kia không dưới ngàn người. Anh trông thấy Nam Đế, Tây Tôn cùng Trung Hoàng, cùng thần tử tiên tộc. Ngoài bọn hắn ra, còn có rất nhiều thần tử, thần nữ, cũng có lão bối, tu sĩ, vì tranh đoạt xá lợi kia, đấu đến hừng hực khí thế. Có không ít người chết, máu tươi nhuộm đầy hư thiên, vô cùng đẫm máu. Có lẽ là người cướp đoạt quá nhiều, lực lượng hỗn tạp như thế, làm cho xá lợi Phật Đà kia chịu áp lực cực lớn. Nó ầm vang nổ tung, tràn ra vạn đạo kim quang, mảnh vỡ, cũng tại hư vô, hóa diệt. Thế nhưng, chuyện này cũng chưa hết. Xá lợi Phật Đà cho dù nổ tung, nhưng vẫn có những cơn mưa Phật quang chói lọi tụ lại, bàng bạc như giang hải, mênh mông vô cương, ẩn chứa lực lượng vô tận. Diệp Đại Hào minh bạch, đó là sức mạnh niệm lực được biến hóa bởi sự thờ phụng của chúng sinh trước Phật Đà kia mà hóa thành. Còn bên trong niệm lực đang dâng trào như biển cả, dường như có thể nhìn thấy một vị Phật đang ngồi xếp bằng nhận sự thành kính quỳ lạy của thương sinh. Thần niệm của Phật môn đối với chúng sinh, đây là một cổ lực lượng thần bí. Có khi bí pháp càng sâu, nó càng hùng vĩ, đủ ép phá thân xác, độ diệt nguyên thần, như bên trong gia trì pháp khí, uy lực càng bá đạo. Cho nên, xá lợi Phật Đà cho dù vỡ tan, nhưng những người cướp đoạt cũng chưa dừng tay, ngược lại càng tranh đoạt càng hung mãnh hơn. Đề xuất ra thần binh bản mệnh cùng túi trữ vật, điên cuồng thu nạp lấy nhiều niệm lực của Phật. Diệp Đại Hào cũng chuyển động, vượt qua ba cái hư không, 7-8 lần thúc địa thành thốn, lao vút đến vùng thế giới kia. Lúc trước, đồng lô hoàng kim cướp được kia được anh xuất ra, cuồn cuộn khí huyết rót vào, thôi động đến cực điểm, miệng đồng lô hướng xuống, gia trì bí pháp thôn tính như trâu hút nước, nuốt hết niệm lực mãnh liệt. Càng ngày càng có nhiều người chạy đến đây, giống như cũng biết đạo niệm lực vì sao mà tồn tại, cũng xuất ra vật chứa thu nạp. Xá lợi Phật Đà ẩn chứa niệm lực của chúng sinh, bị bóng người che ngợp bầu trời chia cắt. Nhưng sự tình vẫn còn chưa hết. Niệm lực tuy bị chia cắt, nhưng đại chiến vẫn tiếp tục. Tu sĩ tự xưng là cường đại bắt đầu cướp đoạt lực lượng nạp niệm mà những người khác thu được. Hình ảnh đẫm máu lại xuất hiện. Đúng là một đám điên. Diệp Đại Hào mở bí thuật vọt ra, vùng thế giới kia quá mức hỗn loạn. Không ít tu sĩ cường đại ra tay. Đầy trời đều là bí thuật thần thông cộng thêm phát khí. Ngay cả anh cũng gặp phải dư chấn của trận hỗn chiến. Dù là anh đều phải chật vật, thì những người khác càng chớ nói tới. Cả người đều biến thành xương máu liên miên. Lòng tham lam để đám người đều đánh mất tâm trí. Người tranh, ta đoạt, quên cả sinh mệnh. Giống như anh, rất nhiều người cũng đều rút lui ra tới. Trừ phi chiến lực tự thân, tuyệt đối nghiền ép tứ phương. Nếu không phải như thế, thời thời khắc khắc cũng có thể bị oanh sát. Thấy tốt thì lấy, chớ có tham nhiều. Không có cắp, không có cướp như các ngươi. Diệp Đại Hào thầm mắng, mang theo gậy sắt, thẳng đến một phương đuổi theo. Lúc trước, anh đã từng thấy rõ ràng, có một người thu không ít, hơn nữa, còn là cừu gia của anh năm đó. Tại bên ngoài Đông Hoang Cổ Thành, người đó cũng đã từng tham dự vây giết đối với anh, cho nên không thể bỏ qua. Trong một tòa cung điện đổ nát, trận đại chiến nổ ra, người kia làm sao có thể là đối thủ của Diệp Đại Hào? Hắn bị giết sau ba nhát kiếm, nhanh gọn để bị đè cho nằm sấp, hồn phi phát tán ngay tại chỗ, bảo vật cùng niệm lực của hắn đều bị cướp đi. Đợi tới khi ra tới, Diệp Đại Hào một chưởng nghiền nát cung điện kia, sau đó mang theo gậy sắt, tán loạn hết dấu vết. Người bị anh để mắt tới thì rất là thê thảm, nếu là cừu gia, trực tiếp trảm dịch, nếu không phải là không cừu không oán, ngược lại anh sẽ lưu cho người ta một cái mạng. Chẳng qua, bảo bối mà, đều sẽ nhét vào túi bên eo của anh. Đây mới là anh cướp. Diệp Đại Hào lại thu một bảo vật khác, chớp mắt lại biến mất, không còn tung tích. Anh vẫn là tác phong trước sau như một, hoạt động trộm đạo tới bực này, cũng nên tới lén lút.
Càng nhiều người gặp nạn khắp nơi, có thể thấy được người bị gõ cho đần la, vận khí không tốt thì chết rất thê thảm. Có điều, đây cũng không phải là kiệt tác của một mình Diệp Đại Hào làm. Rất nhiều người đều đang hoạt động giết người cướp của. Mục đích của anh là đoạt báu vật, cũng là đang đoạt niệm lực, loại lực lượng kia quá mức cường đại. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Diệp Đại Hào trốn vào bên trong sơn động, dùng bí pháp che lấp huyền cơ. Đến tận đây, anh mới xách ra đồng lô hoàng kim kia, đem niệm lực bên trong đều rót vào bên trong hỗn độn thần đỉnh. Cùng khí tức hỗn độn giao hòa, một cỗ lực lượng bàng bạc lập tức tứ tán ra. Diệp Đại Hào sợ hãi thán phục, kinh ngạc trước sự thần bí của niệm lực, sự cúng dường của chúng sinh, có khả năng cùng đại đạo sóng vai. Anh có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của hỗn độn đỉnh đã được tăng cường, nặng nề như ngọn núi khổng lồ. Con hàng này tâm tình không tệ, thu lại đại đỉnh, từng cái túi trữ vật lập tức bay ra, đều là chín lợi phẩm của ngày hôm nay. Trong đó, bảo vật bị lấy ra, tự mình phân loại để phân phát trong tương lai cho người chuyển kiếp. Người kẻ hèn nhát, có năng lực ra tới đơn đấu, đánh lén thì có gì là tài ba chứ? Diệp Đại Hào đang đếm bảo vật đã rất sảng khoái, liền nghe bên ngoài động có âm thanh mắng to, thanh âm rất quen thuộc, chính là của tiểu cửu tiên. Diệp Đại Hào vội vàng thu lại bảo vật, trốn ở động bên cạnh, nhìn ra ngoài, thực đúng là tiểu cửu tiên kia. Tiểu nha đầu, tay nắm lấy tiên kiếm, thần quấn lấy đạo tắc, rất nhiều dị tượng, xen lẫn, phát họa ra thế giới huyền diệu, nhưng nàng cũng có chút chật vật, trên thân có ba đạo vết kiếm, còn hiện ra u quang băng lãnh. Diệp Đại Hào nhíu mày, chiến lực của tiểu cô tiên anh rất rõ ràng, anh hiếu kỳ đến cùng là ai đã tổn thương nàng. Bỗng nhiên anh ẩn ẩn mở ra lục đạo tiên luân nhãn, vòng quanh nhìn khắp tư phương. Thật vừa đúng lúc nhìn thấy một đạo thân ảnh như u linh, chính là thần thể tịch diệt kia, cả người đều lơ lửng không cố định. Khó trách Diệp Đại Hào lẩm bẩm, thần thể tịch diệt có thực lực như thế này. Đồng thời anh cũng sợ hãi thán phục tiểu cửu tiên, có thể tại phi lôi thần quyết giữ được mạng sống. Thánh nhân trẻ tuổi nhất không phải là nói cho vui. Cút ra đây, đừng ép ta tức giận. Bên ngoài động, tiểu cửu tiên còn đang quát to, chân đạp lên tiên hải lộng lẫy, hướng về tứ phương lan tràn ra. Nàng ngược lại là thông minh, dùng bí thuật này để xóa bỏ ấn ký thời không của thần thể tịch diệt. Dường như rất rõ ràng sơ hở của phi lô thần quyết, lúc này mới sớm thanh tràn. Đế già cửu tiên quả nhiên là danh bất hư truyền. Bên trong sự mờ mịt, một tiếng cười âm trầm vang lên, tìm không được đầu nguồn của nó, hoặc là nói thần thể tịch diệt đang thông qua ấn ký thời không, không ngừng xuyên tới xuyên lui, không có kết cấu cùng quy luật gì. Cho dù là Diệp Đại Hào cũng khó triệt để bắt giữ được thân ảnh của hắn. Người cái bản lĩnh này thật không biết xấu hổ, cũng không giấu giếm được. Tiểu cửu tiên tức thở hổn hển mắng chửi, ngôn từ không che giấu chút nào. Bị người ta đánh lén là người đều sẽ nổi giận, hôm nay nhất định sẽ chém chết ngươi. Thần thể tịch diệt u tàn cười một tiếng như là u linh, thuẫn thần giết tới trước người tiểu cửu tiên, tay cầm một thanh sắc kiếm đen nhánh, ra tay chính là một kiếm tuyệt sắc. Tiểu cửu tiên cũng không phải là kẻ ăn chay, phòng cấm thiên địa bức ra thần thể tịch diệt, còn không chờ nàng một chưởng kịp vỗ ra thì thần thể tịch diệt liền đã biến mất, nhưng một giây sau đó lại thuẫn thân hiển hiện. Tiểu cửu tiên một bước dịch chuyển, hiểm lại càng hiểm, né qua đòn tuyệt sát, một chưởng vỗ hướng về nơi này. Chỉ là thần thể tịch diệt xuất quỷ nhập thần, sớm đã thông qua ấn ký thời không xuyên qua ra ngoài rất xa. Tiểu cửu tiên cũng học được sự thông minh, chân đạp bộ pháp hư ảo, chạy tán loạn khắp trời dưới đất. Đầy trời đầy đất cũng đều là tàn ảnh của nàng, để tránh đứng tại một chỗ bất động, trở thành bia ngắm sống của đối phương. Cái chiêu này hoàn toàn chính xác là có tác dụng, thần thể tịch diệt nghĩ tại trên thân nàng lưu lại ấn ký thời không, nhưng dù sao cũng không bắt nàng ngừng lại được. Hai người liền tại phiến thiên đại này bị bay tán loạn. Diệp Đại Hào nhìn mà hoa cả mắt. Đường đường đế gia cửu tiên cũng chỉ sẽ biết trốn thôi sao? Thần thể tịch diệt cười lạnh âm trầm đáng sợ.
đối đãi với ngươi hạng người này, cô nãy nãy không có mắng tổ tông của ngươi cũng đã là không tệ rồi, đừng để cho ta bắt được ngươi. Tiểu cô tiên trên miệng mắng chửi lại là một bước dịch chuyển, nháy mắt đã thoát ra cả trăm trượng. Nàng vừa rời đi, nơi nàng đứng lúc trước bị thần thể thực diệt một kiếm chém toát. Cùng một thời gian đó, nàng cũng đột nhiên quay người đánh tới một chưởng. Còn chưa đánh tới, thần thế thực diệt liền đã biến mất. Hai người chính là đánh nhau như vậy. Phi Lô Thần Quyết của thần thế thực diệt từ cổ chí kim có 102. Nhưng phản ứng của tiểu cổ tiên cũng không hề chậm, liên tiếp tránh thoát được tuyệt sát. Dành thời gian còn lại để phản kích, coi như không phí sức chút nào. Nếu cứ đánh nhau như thế nào, đến hừng đông cũng đánh không xong. Diệp Đại Hào dứt khoát ngồi xổm ở đó, hai tròng mắt trừng to đến căng tròn, theo hai người chạy đi chạy về tán loạn mà không ngừng chuyển động. Không nghĩ tới đi lên hỗ trợ, lấy thực lực của đệ tiểu cổ tiên, dù rất khó diệt được tịch diệt thân thể, có thể bảo toàn tính mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Sự thật cũng đúng như anh suy đoán, thần thể tịch diệt như U Linh nhưng lại chưa thể chém trúng đệ tiểu cổ tiên. Mà tiểu cổ tiên cũng giống như vậy, bí pháp thần thông không ngừng xuất ra, cũng giống như thế, đánh không trúng thần thể tịch diệt. Tuy nhiên, sự cân bằng này đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Người kia cũng khoác khắc bào, khí tức âm lãnh, thân hình dị thường, tay nắm lấy một sợi xích sắt được bao bọc bởi thần văn. Hắn, một khi gia nhập trận chiến, liền xuất ra xích sắt, khóa tiểu cổ tiên lại, thôn phệ nguyên thần của nàng. Lại tới một tên không biết xấu hổ. Tiểu cô tiên mắng to, chấn khai xích sắt, bàn tay nhỏ quét ra, một chưởng đem người áo đen kia đánh tới kêu rên hộc máu. Sau đó thôi động bí pháp, mở độn bay ra ngoài cả trăm trượng. Bởi vì còn có một cái thần thể tịch diệt âm trầm, ngừng lại nhiều thêm một giây nữa thì liền có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Xem thường ngươi rồi. Người áo đen liếm liếm đầu lưỡi đỏ chót, xích sắt trong tay phóng ra như một con rắn đen, quanh quẩn lấy lôi điện băng lãnh, hướng về tiểu cổ tiên quẩn quanh lướt đi. Người có hồn tộc, cô nãy nãy sẽ nhớ ngươi. Tiểu cổ tiên huy động tiên kiếm, đem xích sắt kia chém bay, mà ngắn ngủi một cái chớp mắt này, tuyệt sát phi lôi thần quyết của thần thể tịch diệt cũng ập đến, một kiếm tịch diệt. Tiểu cổ tiên bị thương, vai ngọc bị chém ra một đạo huyết sắc. Đơn đả độc đấu, nàng không sợ bất kỳ kẻ đồng cấp nào, nhưng vấn đề là một đấu hai, trong đó còn có một tôn thần thể tịch diệt đáng sợ. Thấy tiểu cô tiên bị thương, người có hồn tộc mà khắc bào lộ ra chi quang dày đặc, chín sợi xích khóa hồn cùng nhau xuất ra, phòng cấm không gian hư vô phiến thiên địa này, để tiểu cô tiên thân hình trì trệ. Ngắn ngủi trong một cái chớp mắt này là thời cơ cho thần thể tịch diệt lợi dụng, thuẫn thần giết tới trước người tiểu cô tiên. Nhưng hắn một kiếm này còn chưa kịp chém xuống, liền thấy một đạo thần mang màu vàng kim mang theo lực xuyên thủng, dễ như trở bàn tay khóa lại, chính là khóa nguyên thần của hắn. Đây là một kích tuyệt sát.